Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy Kawasaki nha các bạn. Cây máy Kawasaki này thuộc thế hệ mới. Nó có mang tên là TJ27 nha các bạn. Cái Kawasaki này nó mang tên là TJ27 Kawasaki. Cái máy này là cái dòng máy lắp lắp 24 nha các bạn. Lắp 24. Kawasaki nó có hai dòng các bạn. Kawasaki TJ27 này nó có hai dòng, dòng lắp 24 và dòng lắp 26 nha. Dòng này là dòng lắp 24. Nó làm như thế là mục đích là nó giảm trọng lượng các bạn. Dòng lắp 24 này chạy rất là đã các bạn, rất là nhẹ nhàng, nhẹ hơn dòng lắp 26. Đây, các bạn quan sát xem nó chạy cái chế quạt khí TK của Kawasaki nha. Đây là E mà E này mình gọi là E tự động nha. Mình nhận vô thì nó có tác dụng như lên ga và đóng E. Khi mình lên ga thì nó tự nó búng ra nha. E tự động. Chế quạt khí rất đẹp các bạn. Để mình cho các bạn xem chế quạt khí mới tinh luôn, ốc át còn vàng nghính luôn nha các bạn. Rất là đẹp, các bạn xem ốc còn vàng nghính luôn nha. Đây nó có cái tem mà này, cái tem để nó cái tem này là số series nha các bạn. Bộ của nó là các bạn. Nó in ra bằng ha. Rất là đẹp luôn. Chế quạt khí này thuộc là loại chế quạt khí tự động nha các bạn. Chỉ có cái kim chỉnh tốc độ thấp đây thôi ha. Cây này nó hiệu chỉnh là nó chạy ganti ngon ha, ít ăn xăng. Đây, cây này hơi tối chút ha các bạn. Đây, cây này là cây chỉnh tốc độ thấp nha các bạn. À, chỉnh tốc độ thấp, tốc độ cao thì nó cố định rồi các bạn, không ăn xăng. Còn cây tốc độ thấp này mình dặn càng dặn lên nó thì càng ăn xăng nha các bạn, càng dặn xuống thì càng ít ăn xăng. Và dặn xuống tới mức độ nào mà chạy ganti êm không tắt ha và nhạy nổ thì nó là đúng rồi các bạn, rất là dễ chỉnh. Này, E nè, E tự động nha. E tự động thì khi mình bấm vào mình lên ga là nó búng ra nha các bạn. Cái bộ nó có khớp rồi các bạn, nhặt vô nó vô khớp. Chế quạt khí tự động ha, chụp giật trợ lực nha các bạn, giật trợ lực. Các bạn quan sát xem nè, buji nó còn mới tinh luôn ha. Tất cả là đồ zin của Nhật hết nha các bạn, đồ zin của Nhật hết, sơ mi bê tông trắng tinh luôn. Đó, bô của nó các bạn, nó chạy một cái tùm rời Kawasaki TJ27 nha, rất là nổi tiếng các bạn, chạy rất là mạnh mẽ. À, mình quên giới thiệu máy này là nó có cái bê tông là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 27cc. Đây, còn tình trạng rất là đẹp các bạn. cc 34 ly. Rất là đẹp các bạn. Toàn vẹn luôn. Xem.
công tắc đây nghe các bạn, công tắc on off ha, tem on off của nó này, tem này bảy màu nha, rất là đẹp. Công tắc nó đây các bạn, đấy công tắc bật on off, kéo lên là mở nha, đóng xuống là tắt. Đây, nó có dòng Kawasaki này, nó có cái chân nữa nè các bạn, cái chân này để bảo vệ bình xăng nha, mới tinh luôn. Dòng lắp 24 đây, các bạn quan sát tiếp nha. Đây, tay ga nè, tay ga giữ mà rất là nhẹ nha, tay nắm là nhám mềm. Đây, nắm nhám mềm, tem của lắp đó nè các bạn. Nó ha, cắn cỏ ha, cùi cùi này, cùi của Kawasaki lắp 24 thì nè, cái cùi nó có chén ấp ngược các bạn, các bạn để ý quan sát nhiều lần nha, bắt nha các bạn nhớ, lắp 24 thì cùi nó có chén ấp ngược nè các bạn, rất là đã. Ở dưới có chống dính cỏ nữa nha các bạn, chống mài mòn. Phía dưới này có chống mài mòn nè các bạn, trên có chống dính cỏ rất là hữu hiệu các bạn. Nguyên bản của máy đó các bạn, zin tất nghe, zin tất từ A đến Z, từ A đến Z zin hết. Con Kawasaki này chánh thông của Nhật nha các bạn, có mét ta bằng trong lốc luôn, các chi tiết áo gió đồ có chụp bồ gì nó cũng có để mét in ta bằng hết các bạn, rất là uy tín luôn, mét in ta bằng nha. Bạn có thể chụp hình lại ha, rồi phóng to ra để khi mình nhận diện cái máy mình ha, mình so ra cho đúng máy nha. Đây, trong này nó có số số seri ở trong này nè các bạn, số seri trong này bít, cái bồ này én bít, trong lốc nó cũng có số nữa các bạn, lọc số chữ bít hết, áo gió nó sáng bít hết, máy rất là đẹp các bạn. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha, máy chạy rất là êm, rất là dữ luôn. Dòng máy này thì làm giường thì hết ý các bạn, rất là mạnh mẽ. Dòng Kawasaki nó chạy dữ lắm các bạn, mà không ăn xăng, độ bền rất là cao luôn. À, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e lên ga này, máy nổ sẵn rồi các bạn, nó nổ rồi. Dòng máy này nó có chụp giật trợ lực nha các bạn, chụp giật trợ lực xả áp tự động, rất là giật rất là nhẹ nhàng các bạn. Rất là nhẹ, yeah.
rất là nhạy nha các bạn. Chạy rất là bốc luôn. Rất là êm nha các bạn, chạy lớn rất là bốc luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.